Cô đi nhất mi lên rơi, hoặc đâu sắm đủ khăn ba màu nhiều hoa. Thanh xa ngồi cùng thiên thay là cảnh bông lái, tứ cô đôi thức hương đại tài của hải họ. Thiên nê thay là cảnh bông lái, tứ cô đôi thường đại tài của hải hoa. Hồng vua hồ mẫu ba to ý sợ tần lầu xe xá lên trầu. Thượng nghị đế vua cha đệ tử của cô số hằng hà đi. Cô ban ni tài tiết lộc, gần ni xa gió đồng. Đứng trên ngàn ngàn danh nghi bắt ngắt thì cô đôi về. Con ngỡ vật con âm tay cô đôi đàn, miệng hát ni ca ngầm đi. Trên non du con ni dầu di thú sương đâm, mọi về mọi hay cô vui về tiếng hát sơn trang đi. Sớm mi dọc sườn núi tối cô đôi
ngồi đầu non. Cô đôi ca răng tàng tình mì tình tàng ai ư có biết. Cô đôi ngàn tuổi chắc ba bốn bề hiu quạnh vắc thanh y. Đầy ngàn chấp đôi tay cùng văn bái lầy cô đôi ngàn đi. Thank you.
cầm bó bước chân đi hái xào hoa đẹp như sau đầu ngân hà, môi son má vẫn lượt là sơn tên đi xa người điều điều thành tên nết là nhiều nỗi trăm phần bỏ.
mắt thành trời. Sớm dòng sườn núi tối cô đôi ngồi đầu non, cô đôi ca rằng ta nghĩ tính tình tăng y ta. Tình thắng anh ơi có biết cuộc đôi ngàn tuổi chắc ba bốn bề hiu quanh vòng tay nghe y à. Đầy ngàn chấp đôi tay bái lạy cô đôi ngàn y chấp tay bái lạy cô ngàn bởi cô loan giá bàn đền anh linh hiệu cô là công chùa sơn tình nghệ ý nghĩa xa hồi cùng là bóng cô ba mẫu đặt tên là phong nghi cô ba cô lên tàu xuống sông nghĩ ba tòa đền thoại cùng thanh xa hồi cùng cô tư tới tỉnh Tây Hồ hỏi thăm cho tới đền thờ cô tư thanh xa hồi cùng cô Lâm suy lên cung tỉnh mời cô Lâm suối lên nè ai qua sông Hoa tới đền thờ cô Lâm thanh xa hồi cùng đệ tử con dâng bài văn tấu cung tỉnh mời cô sáu sơn ni trang ngồi đền thờ cô có người đền thờ cô cây mọc sung duyên nối lên sông Hoa nối về suối ngang cành chín tươi cành chín tươi huy hoàng lồng lồng khai quang dòng nhang thập cờ diều quang minh chi từ trung ngang tích tăng cung gia kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương thanh xa hồi cung cô bảy kim giao cung tỉnh mời cô bảy tên kim giao đêm đêm cô mắc nghi phóc đào họ thanh xa hồi cung cô tám đội trẻ dân văn cô tám đội trẻ trẻ non cô hai làm thuốc làm thang thanh xa hồi cung cận mấu trong sông Nguyên xưa có chín giá ngựa trong đền sông quay thao lõng huệ có chín hồ trong nghi ba tòa trung gia ý nghĩ trước cửa đền ý
cảnh đẹp vô biên đất xứ Thanh, cảnh đẹp vô biên đi. Vua truyền nên dân lập nên ngôi đền thờ cô chín nay. Sóc Thanh nghi hoa nỗi xa, ý nghĩ nỗi xa ninh bình. Được bình an cung cấm quang hàn hàng ngang, cung cấm quang hàn màu sai cô chín xuống dưới giường giang ngự đồng buồn dư cùng sòng sơn. Cô ngự sòng sơn cốt nguyên xưa, cô ngự sòng sơn hình dung nhan sắc thượng người hoàng ca nhang nhang lại bền. Sóng lăn xương có đôi quạt tàu 36 lăn xương, cô cầm cây quạt cô chín lại thương họ tên Thanh Đồng tình người ta tình tình ta ta cô xinh quá là xinh. Gió lộng sơn hà cô chín quạt cho, gió lộng sơn hà cô quạt mưa cho nam nữ trẻ cùng già đều được bình an tình người ta tình tình ta
tăng tính tình người ta. Múa lượn như cánh tiên đôi tay cô, múa lượn cánh tiên lầu lầu tu nguyệt như thượng nở tiên lên trên trời tình người ta tình tình ta người à. Tăng tính tình ta bay bổng tuyệt vời cánh tiên bay bổng tuyệt vời nhắc nghe trong tường giang người tin nga đẹp lạ đẹp lùng người ở đâu ra sao mà đẹp lạ đẹp lùng. Chính nghĩ là cô chim ở trong đền dòng cô bước vô đây tình tình người ta à, tăng tính tình ta. Cho nên cô mới giáng sinh tuổi cô vừa đôi chín dáng hình cô thanh nghi cao tình cô tình cô uốn eo đọc đưa y không nghĩ biết đến tình cô mi khó chiều cây kiều cây kiều cô mắc nghi vọng điều ý bạn đến đây khuya sớm cô đi về khách thập phương chim mi mai cô đoái thương nghi lỗi lầm là con riêng ai ai mà nào ngược nghi cường ai mà nào ngược cường ngung xem thường cô chim đến sóng ấy mà không ngờ thì cô làm cho điên đảo đảo điên y làm cho điên đào đào điên trăm bệnh ngàn đi chứng cứ liên miên mê tháng ngày biết cô ra biết ra thì tới kêu van y biết ra thì tới kêu van cô đoái thương cho những kẻ trần phàm ấy mà u mê còn ai ai mà ngào ngược nghĩ cường trong ai mà biết ni phép côn chín sóng
cô giúp mi cho con cầu sao. Cô sắp xuất được vậy ấm mi nó y. Sao được vậy ấm no cho buôn mày bán ni bắt cua đồ cho nghĩ an lành tràn đình cua lệ cô nón nọ hài xanh y. Ra thì tới xin cô y. Đang vui cô trở ra về vẫy tay cô lần xong cô về con đại thành ra tôn hiệu cô mười dương man tôn hiệu cô mười bỏ ba chốn đó cô là người trên sơn cha thành ra hồi cô chỉ ngay cô bé trên ngàn bầu trời cảnh vượt cô bé phong nghi quang bốn mùa quỳ bắt ngắt chậm mà đuôn nơi mi cánh đập bầy bạch nghi thú vui chơi chim mi bay vất vơ mọi nơi. Núi mấy tầng nghề cao thấp mà cây sen cây tràn đình ngập mò xanh của càng đôi núi càng nghề sinh y. Cùng là tích đức thì chữ vàng cô về. Ai muốn tĩnh tâm thì tìm về với Phật Thánh. Bao nhiêu tuổi buồn nhẹ gánh xiết bao đừng liền tranh chấp thấp cao. Sau mời cô loan ra phải đúng văn đàn như hôm nay.
Đến
vàng ngôi cao. Hồng song vân này của chúa lộc vào như nước, tạ ơn chư Phật của cho phúc ý lộc dài lộc. Họ lễ đây mà thành kính, xin mấy hồ cô cung rồi mưa nắng ngược xuôi cao huyền thác đổ ầm ầm để cô bé ngự hát gì đâu. Thank you.
bóng treo neo thì lúc sâu dốc đổ ngoằn nghèo. Đồng xuống nghèo lộ rừng hoa lạc cũng vô sương ngát, suối đục treo tiếng nhạc xinh xinh xa chờ thấp thoáng núi gành. Phiên chợ mới ai đến nhiều vườn còn mắc
Mì nòng ơi, ơi, mì nòng chín xa ba mê mù sắc mù lối nghĩ a người a đến thờ một nập mờ núi thiên tha sườn núi sau đỉnh mèo mèo đi bị nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhìn xem kìa sáng ai xinh trên đường ngàn cô bé ngàn cung linh dù thiên chân dầm hài hoa mắt xanh da hà đẹp như tiên nga mắt xanh da hà bà đẹp như tiên nga rượu sắt nung bên cây bắt mắt sắt cháy rượu ngô ngào ngạt bằng hà cơm làm bằng sắt hay là nghi sắt hay là dây xoay ngũ sắc lại trà tuyền san dần hai sao băng ngàn vượt suối rau sắn cùng rau dơn rau bay hoa ban nà đắng trên tay sống lộ dần vang quân phương trời tay ra hồi gồm cậu ba thoại tốt tuy như vậy tùng xuân thì lắm vậy vì tay ra hồi gồm cậu bé bàn đền con dâng măn đi cậu bé trong bàn đền đêm đêm nâng bước ngưng mảnh đào cậu bé vào quỳ tâu lòng cầu lên tu đôi tam tòa cậu
về khai quang dòng nhà thấp cơ diệu khai quang chính từ trung hạ tích tăng cung giả kim phục hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương. Con xin cầu bình tỏ cùng hồi hiến tiêu nghe văn. Tay đôi cô nàng tiên nâng chén quỳnh là quỳnh cô giót. Cô giót đến ngày vàng con xin mời cầu hoàng nâng chén. Nhất tuần sứ đã giót đi chén hoàng qua xin mời. Xin mời cầu hoàng say xưa con xin mời cầu hoàng say xưa. Chân cô quỳ tay cô xót, cô xót đến ngày vàng con xin mời cầu hoàng nâng chén. Nghỉ tuần xưa đang xót trên hoàng hoa xin mời, xin mời cầu hoàng xanh xưa con xin mời cầu xanh xưa. Trên dương chi chân cô quỳ tay cô xót, cô xót đến ngày vàng con xin mời cầu hoàng nâng chén. Tam tuần xưa đang xin mời cầu hoàng xanh xưa con xin mời cầu xanh xưa. Thuốc lá ba cuốn năm dâng lên cầu năm bảy điêu. Thuốc lá dâng lên rồi con xin mời cầu hoàng xây thương. Thuốc lá dâng lên rồi con xin cầu cầu ngồi nghe văn. Đêm mi đêm xuân tam tứ phủ tiến lễ sơn khao phụng cống hoa là tờ vàng đánh sữa tí thực cô hồn làm lễ
đón tiệc mão đầu chảy hội đông cô các hiện dương thần ngày giờ canh đàn tiệc lễ đã được chu viên hoàn mãn cậu về cậu láng đền láng cửa láng ngủ vô ngang tay gõ xoay và rút gõ về đi đỏ đèn cô đồ trì cho phúc thái dân nam như là chó hòa phong điều cũng thẳng trong kiêu tai đương nguyễn tống nhà nhà trường an này đức cô đặng họ lê đúng con được rồi. Đây đồng chắc tay quyết là cứu người khổ người mơ được bách lên ra lão phụng sự rồi người nướng mãn trầu chế bán người sáng mọi người gác mùi hương trên đồng thanh này đáng tiếng có quan tài đức tộc cho trong trốn ra chung một già thì được phải khỏe trẻ được bình an được công quan nha phát ngàn đại tử gọi được cho thanh đồng bảo quan thanh tỉnh thanh quế các văn đại chế khác tân dương bản hạt còn xuân đa các khánh ngạ bảo được ra nông xuống tam tài đồng nguyên mấy sở việc như ý được sở cầu trọng tâm trên cậu tố cha tố mẹ dưới cậu mọi người có tiếng với long cung thả chủ nho lê trung thuận lê mỹ sắc sau chu viên hoàn mãn thì nhất tội cậu xá vạn tội cậu thương con bậc theo mô a di đà cậu à xin chào cha ban chen mang trưởng nhá chế hôm nay cậu về chỗ nhà nơi nhá cậu chứng tâm chứng nghĩa cho cái ghế của cậu chế mà nó hầu xong nó lại nói được chế mà chả mệt tí nào nay ta về ta chứng tâm cho thổ nhang nhá chứng tâm cho các thanh đồng đạo quan chứng tâm cho tịch quỳnh tây quế nhá công văn tiếng hát con này cậu nhất tâm cửa cậu đây con này cậu chế ta chứng tâm cho cái nhiếp ảnh nhá dạ vâng cậu ạ chứng tâm cho tất cả bách gia trăm họ muôn dân nhá ngày hôm nay là ngày của cậu gia của cậu chứng cho cái kỷ niệm minh hương này nhá được cả âm phủ nhân trợ nhá được cả thuận buồm xuôi gió nhá thế mà là trời đất đều đẹp nhá ta độ cho tất cả các ghế già nhá được mạnh khỏe nhá độ cho tất cả các gia muôn dân được nhà nào phúc đấy nhá chế cho ban tài tiếp đọc thêm bốn nhà một tí nhá con có tám học gì đến xuân cột tôi đốt đỉnh hàng trăm kìa khói bay lên nghi ngút tích sáng xuân rồi giàu giạt hơi đào lá ô giạt đào ấy cây tôi hôm qua ấy cây tôi hôm qua khi trăng thanh gió mắt cầu hoặc mở cửa ra dưới vườn đào cái tôi hôm qua khi tăng thanh gió mắt cộng hoặc mở cửa ra dưới vườn đào ý rằng ngày hôm nay cậu tôi về đồng sao mà đẹp trai đến Các cô ra mà xem cô thì xíu ra cô thì xíu dít cô lại còn quần quýt để cô bé tôi không đi hải đảo ý nghĩ cô chín cô mười mười một mười hai tình rằng dâng cánh bông hoa thơm bông hoa nào đẹp nhất
để cậu bé tôi cài ở trên đầu. Ý hẹn đến vần sau cầu tôi lại về, hẹn đến vần sau cầu ơi đừng quên nhé, chúng con vẫn chờ cầu lại sớm về đây, chúng con vẫn chờ cầu lại sớm về đây. Hồi đã tan rồi chia tay rồi cầu ơi, hẹn đến vần sau cầu tôi lại về, hẹn đến vần sau cầu ơi đừng quên nhé, chúng con vẫn chờ cầu lại sớm về đây, chúng con vẫn chờ cầu lại sớm về đây. Ra hồi cung bắt đức cưới chầu thành tâm, bắt đức cưới chầu thỉnh mời bà cố tổ họ đặng sáng lâm. Lương xa nhiệt pháp xây mộng quân chư Phật hài hồi thất sao văn, tùy sư kết đường vân đành nhí quân chư Phật thiện toàn thân. Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Thanh giang hồi cung bắt đức cưới chầu thành tâm mi, dừng bắt đức cưới chầu tình ông bánh tổ họ đi ngự đồng. Chín đàn này ngàn nô nhiệt minh hương gia du từ đầu lưỡng hương hoa nội đắc thích chi tâm kim cương nhất chư viên thập phương. Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Thanh giang hồi cung thượng châu cho một tràng vỗ to thật tay ạ. Hót trâu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng hoa.